Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em dọn kho thanh lý tiếp cho anh em một bộ thớt công suất của Kenwood. Con này là thớt công suất của bộ dàn chung B3 Kenwood. Con này là hàng bãi Nhật về anh em nhé. Hàng bãi Nhật về nên là máy móc bên trong rất là sạch, ngon. Đấy, chỉ mỗi tội là vận chuyển về thì vỏ nó cũng có nẻ, nó quăng quẩn, nó có bị nứt vỡ mấy đầu như này này. Nó bay một tí nhựa nhé. Thanh lý rẻ cho anh em thôi. Nó bao gồm là bốn thớt này, bốn thớt nhưng mà nó chia thành hai cục anh em nhé. Đấy, anh em hoàn toàn có thể rất cáp vào cục này bỏ riêng ra, mình chỉ sử dụng nguyên phần công suất cũng được. Cái này chỉ để bày biện anh em nhé, tại vì cơ của nó cứ đứt cua doa rồi, CD không bấm không lấy ra, đứt cua doa rồi. Cái phần cassette này thì em cũng không có sử dụng và test đâu anh em nhé. Con này là có EQ chỉnh đây anh em nhé. Đây nó có cái chút nút zip play này, anh em đang để chế độ hiển thị là đèn vẩy nhé, anh em bấm vào zip play này sang cái chế độ chỉnh, anh em có thể chỉnh nhé, chỉnh các tần số và cần gạt theo ý muốn của mình nhé, sang phải sang trái và lên xuống. Đấy, rất là nhiều và cần gạt như chỉnh được nhiều tần số anh em nhé. Đấy, rất là đẹp. Đấy, đèn nó vậy khá là đẹp anh em nhé. Đấy, còn hình thức của con này thì còn khoảng tầm 90% thôi. Đấy, thì có xước sát anh em nhé. Nếu mà đẹp con này thì bán được 1 triệu 6, 1 triệu 8. Nhưng mà hiện tại em thanh lý cho anh em là chỉ 1 triệu 200 nghìn thôi. 1 triệu 200 nghìn anh em nhé. Vừa bán vừa cho 1 triệu 200 nghìn. Đấy, sử dụng rất là ngon, ổn định. Núm nút êm ru, không có lời duyệt thế nào cả. Con này đánh rất hay anh em nhé. Bát đánh sâu cực luôn. Giải trung âm và cái giải tép lên rất là tốt luôn. Tại vì nó chỉnh để quay mà. Ngoài ra còn có cái active active NB này là chỉnh tăng bát anh em nhé. Tăng bát 1, tăng bát 2, tăng bát 3 này. Nhưng tốt nhất là em theo nghĩ theo anh em là nên tắt cái ý đi. Mình chỉ sử dụng EQ là ok rồi, không cần thiết về đấy. Bát đánh rất là sâu. Đây, phía sau của nó đây. Thì em rút cáp em quay phía sau anh em nhé. Cầu cắm loa nhé. Đây, cáp này. Cáp này là cáp của cái thớt bên này sang anh em nhé. Em để không 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 cần cắm được. Thì cái đấy để bày biện thôi chứ không để sử dụng anh em nhé. Còn đây, phía sau đây. Đấy, âm đi rất là ngon. Bật. Em lau qua đi cho nó đẹp. Xong rồi anh em nhé, khá là sạch đẹp nhé, không có hen gì cả. Đây là cầu đấu loa anh em nhé. Đấy, cầu đấu loa trái là phải này. Đấy, hai cái này là hai cái đường để mình cắm điện thoại máy tính và đường AUX anh em nhé. Đấy, cắm điện thoại đường AUX này. Đấy, cái lỗ này là lỗ để xuất sang xuất điện nhưng mà chẳng cần thiết đâu, không một khi sử dụng này. Đấy, con này công suất tiêu thụ điện của nó là 65W anh em nhé, 65W. Đấy, điện Nhật, sử dụng điện 100V nhé, dùng thị trường Nhật điện 100V nhé. Con này lắp ráp ở Singapore. Kinh nhỉ, mẹ Nhật Nhật hai mươi mấy năm tuổi rồi mà đã lắp ráp ở nước ngoài rồi đấy. Singapore luôn. Nó lắp ráp nhà máy Singapore thôi chứ còn nó đã chuyển ngược vào thị trường Việt Nam. À, thị trường Nhật của nó sử dụng điện nội địa Nhật anh em nhé. Nhật nó sử dụng điện 100V. Nên là cái này là sử dụng thị trường nội địa Nhật nên là đường điện 100V anh em nhé. Đấy, anh em lưu ý nhé, về nhớ cắm điện 100V sử dụng nhé. Sử dụng rất là ngon, phân công suất và dòng lọc xì rất là ngon, ổn định, đánh khỏe anh em nhé. Con này thì anh em có thể ghép cho bát 25-30 của Nhật cũng tốt luôn nhé. Bát của Nhật thôi nhé, đánh nó hay. Tại vì các dòng loa của Nhật thì côn nó nhỏ, nó không kiểu là côn nó to cổ tay như kiểu cái bọn loa sự kiện đâu. Và sự kiện mà loa hội trường thì nó là cái dòng lớn thì không, mình không nên đấu vào đây, nó không phù hợp. Nhưng mà những chiếc loa Nhật ấy, kể cả bát 30, anh em đấu những đôi bát 30 vào đấu tốt anh em nhé, tiếng lên rất là hay luôn. Đấy.
quên chưa báo cho anh em là kích thước con này là sâu 26 anh em nhé, sâu 26, ngang của một thớt nó là 27, cả bộ thì là 54 nhé, chiều ngang của cả bộ là 54, sâu 26 và cao của nó là 18,19 đi, 19. Đấy. Giá để anh em sở hữu con này em thanh lý cho anh em chỉ là 1.200.000 thôi nhé. Đấy, 1 triệu âm ly có cả lọc xì, rất là ngon luôn, chỉ 1.200.000 thôi. Bánh rất là hay. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574, em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi chào anh em nhé.